Lãnh đạo ban nhân dân thành phố Hội An cho biết vừa xảy ra vụ cháy xe điện tại bãi xe điện của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xe điện Hội An, đường Nguyễn Tất Thành, Hội An. Khi vụ cháy xảy ra, cục lửa bao trùm không gian, kèm những tiếng nổ như bom khiến người dân ở xung quanh hoảng hốt, những người có mặt đã di chuyển được 4 xe ra bên ngoài. Lực lượng cứu hỏa công an tỉnh Quảng Nam đã tức tốc có mặt và khống chế đám cháy. Thống kê sơ bộ đã có hơn 21 xe điện bị thiêu rụi. Đây là loại xe hoạt động bằng thỏi pin khô được sạc hàng ngày, pin gắn trên thân xe. Loại xe bị cháy là xe điện đeo biển hạn chế, biển HC, hoạt động trong phạm vi nội bộ được cấp phép. Trước đó một vụ cháy xe điện cũng xảy ra tại Hội An, khiến 43 xe chuyên chở khách du lịch bị thiêu rụi, nguyên nhân sau đó được xác định là do chập điện.